Lời nói đầu tiên thì cho Bella Mai xin gửi lời chào tới chương trình Thời trang phong cách trẻ của VTV9. Gây được sự chú ý mạnh mẽ từ bộ phim Mùa Oải Hương năm ấy, Bella Mai nhanh chóng trở thành diễn viên trẻ sáng giá. Với lối diễn xuất đầy cảm xúc, Bella Mai còn được báo giới và người hâm mộ gọi với biệt hiệu là Nữ hoàng nước mắt của điện ảnh Việt. Cô cũng gặt hái được nhiều thành công với đề cử giải cánh diều. Với hạng mục diễn viên phụ xuất sắc nhất, hãy cùng Thời trang phong cách trẻ gặp gỡ và trò chuyện cùng Bella Mai trong chương trình kỳ này. Mai thích giày cao gót. Giày cao gót sẽ tôn dáng của mình hơn. Mai nghĩ là tiền. Khi mình lấy tiền thì mình có thể đi mua hoa hồng được và có thể mua được nhiều hơn tùy theo ý của mình muốn. Mai nghĩ là lý trí. Khi mà con tim yêu quá nhiều rồi, mình sẽ bị lệ thuộc, mình sẽ bị yếu đuối, mình sẽ quên tất cả đường về. Ví dụ như là người kia phản bội mình, mình mà bằng yêu bằng con tim là mình sẽ chết. Nên vì vậy mình sẽ chọn lý trí để mình sáng sủa hơn trong việc tình cảm của mình. Cái này là em đi làm từ khi làm nghề vô là khoảng 5-6 năm rồi á, em mới tích góp được, em mua một cái này đó rất là quý, và khi nào mỗi cái dịp đi đâu quan trọng Mai mới lấy ra xài. Mai nghĩ là nhà, tại vì Mai đi làm xa quê hương khoảng 5-6 năm rồi và hiện tại thì vẫn thuê nhà. Cái cuộc sống thuê nhà rất là khó khăn và rất là bấp bênh, nên là mình không có ổn định được tinh thần. Người ta nói là an cư lập nghiệp. Hầu như tất cả nghệ sĩ khi mà cuối năm thì chạy show rất là nhiều. Hiện tại đối với bản thân Mai cũng vậy, thì Mai mới hoàn thành khoảng 2 phim xong. Sắp tới thì Mai sẽ nhận thêm một dự án, đó là phim chú Tết. Khi mà nhìn lại những cái vai diễn mà Mai diễn thì khoảng 80% đều là những vai hiền lành, yếu đuối, mong manh, dễ vỡ hay khóc. Những cái vai diễn về số phận của mình. Sau khi Mai thành công ở bộ phim Mùa Oải Hương ấy là nhân vật An Nhiên, thì có rất là nhiều bạn trẻ biết tới Mai, biết nhiều lắm. Khi mà cứ nhắc tới là cứ là An Nhiên Đà Lạt và Mùa Oải Hương năm ấy. Và cái vai tiếp theo của Mai đó chính là vai Nguyệt trong một phim Mặn Hơn Muối. Cái vai đó là số phận rất là khắc nghiệt và nói về những cái diêm dân làm muối ở ngoài Phan Rang, Phan Thiết. Và khi mà Mai đi làm phim thì Mai gặp những cái khán giả, khi đã xem phim đó rồi thì khán giả là thì ra là cô Nguyệt bị què chân. Cái vai đó là Mai diễn bị què một chân, đóng chung với chị Ngọc Lan rảnh Thích Huy á, là khóc liên tục, khóc hoài và quay rất là cực khổ nữa. Khoảng 12 giờ trưa mà tất cả ekip làm phim ra ngoài nắng để mà quay cảnh cào muối. Thì Mai nghĩ cái bộ phim đó cũng là một cái thành công lớn nhất của ekip của mình. Và nhờ cái vai diễn cực khổ và khó khăn như vậy thì Mai được đề cử vào top 2 của cánh diều vàng 2016. Mai nghĩ thì khi là một diễn viên, khi mà mình có một cái thành công hay là một cái đề cử gì đó, đó cũng là một bước ngoặt mới hoặc là một bước đệm mới cho công việc diễn viên của mình. Mai nghĩ là công việc lớn, công việc nhỏ hay là ở ngoài xã hội cũng có rất là nhiều công việc cạnh tranh nhau. Mà quan trọng là bản thân của mình cạnh tranh lành mạnh hay không và mình có sự cố gắng hay không. Thì từ khi mà làm nghề tới giờ thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn, cũng không phải là suôn sẻ cho lắm, nhưng mà quan trọng là ý chí và nghị lực của mình để mình bước qua khó khăn đó và làm việc tới bây giờ. Đối với bản thân Mai, khi mà vượt qua những khó khăn thì Mai sẽ không bao giờ than vãn, đó là điều đầu tiên. Mai sẽ âm thầm cố gắng và có thể là mình chia sẻ cho gia đình để mà bớt những cái âu lo, những phiền muộn, nhưng mà sau đó mình sẽ lấy động lực là mình nghĩ là mình sẽ làm được và mình vượt qua những cái khó khăn đó. Ví dụ sau này thì khi mà mình thành công rồi hay là mình bước qua cái đó rồi, ai nghĩ gì thì mình không cần quan trọng, không cần biết. Mình chỉ biết là mình đã âm thầm và mình đã cố gắng, mình không than vãn gì hết để mình có được cái ngày hôm nay. Khi mà Mai ra trường và đi làm nghề thì Mai cũng nghe rất là nhiều là cái việc đánh đổi để mà có công việc, đánh đổi mà để có phim, đánh đổi mà để mà có danh tiếng. Thì ban đầu khi mà ra trường cách đây khoảng 3-4 năm thì sợ lắm, nghe vậy là sợ lắm, nghe vậy là tái mặt tái mày liền. Khi mà những bước đầu đi làm phim thì cũng không có gặp chuyện gì hết, xong từ từ thì cũng có nghe nhối một vài cái câu hỏi là em ơi, anh có vai này, anh có vai kia nè, nhưng mà anh muốn ABC để chết gì đó thì em như thế nào. Thì em im lặng, em không nói gì hết. Lúc đó là mình còn quá nhỏ để mình không biết là mình xử lý như thế nào, nên là Mai chọn cách là im lặng. Và khi mà sau này khi mà làm phim nhiều hơn nữa thì có càng nhiều câu hỏi đặt cho mình là em ơi, em cứ như vậy hoài thì biết bao giờ mới nổi tiếng được, biết bao giờ mọi người mới biết tới em. Thì Mai chỉ trả lời là dạ không, em sẽ đi theo định hướng của em, mà đi con đường của em đã chọn. Nên Mai đã chọn con đường của mình, con đường là đi chậm nhưng mà chắc. Bởi vậy nên là Mai đã
đóng khá nhiều phim truyền hình. Ai cũng nói là trời ơi, đi phim truyền hình rất là cực nha, cực khổ này kia rồi, lương thấp lắm. Nhưng mà mày nói là thôi, nhưng mà em đã quyết định con đường của em, em đã đi là đi con đường này để khi mà mình làm phim truyền hình đó, khán giả sẽ biết tới mình nhiều hơn. Và khi mà khán giả đã biết mình nhiều hơn rồi thì mình sẽ có một cái hướng đổi mới khác, không phải là đánh đổi nha, mình sẽ có một cái bàn đạp khác, giống như là mọi người đã biết tới mình rồi, mình sẽ làm một cái gì đó mới hơn để mình nâng cái tên Bella Mai lên. Vai Hiền thì Mai đã đóng nhiều rồi, Mai đã thử nhiều rồi. Mai muốn là những hình ảnh tiếp theo của mình sắp tới thì sẽ lột xác nhiều hơn, có thể là diễn cá tính hơn, đanh đá hơn, hoặc là những cái vai diễn nói về hành động cũng được, để mà mình thay đổi đi cái sự mong manh yếu đuối trước kia. Và Bella Mai sẽ có một bứt phá mới cho tới những vai diễn sắp tới của mình. Khi mà mình có sự thay đổi thì không phải là bùm một cái là mình sẽ thay đổi liền được, mà mình phải có sự từ từ. Ví dụ như bình thường là Mai đóng những vai yếu đuối, khi mà chuyển qua những vai cá tính thì mình cũng phải học cái cách liếc nhìn, những cách đanh đá này kia để mình khác. Mình biết là diễn viên là vai nào cũng phải diễn được, nhưng quan trọng là bản thân mình. Tại vì bản thân Mai là cái người yếu đuối này kia, diễn nó quen là ánh mắt này kia rất là buồn khổ. Khi mà qua cái vai sang trọng hay là yếu đuối này kia thì mình phải đổi cái ánh mắt từ bên trong, thay đổi từ từ. Còn về cái bước mà chuyển qua hướng hành động thì bản thân Mai thì đã có học võ rồi, biết boxing rồi, nhưng mà bao nhiêu chưa đó là đủ, không bao giờ là đủ hết. Thì Mai phải tới những cái chỗ phòng tập của các skater để mình tập thêm những kỹ năng về tay chân hay là nhào lộn gì đó để cho tốt hơn. Thậm chí là khi mà mình biết võ rồi nhưng mà mình vô mình tập mình vẫn bị đuối, mình vẫn bị thấy là mình sai và mình không có làm đẹp như mọi người, nên là mình phải cố gắng làm theo mọi người. Cái hình ảnh của Mai, hình ảnh cũ bây giờ thì quá nhàm chán đối với khán giả rồi. Sắp tới thì Mai nghĩ là Mai sẽ chuyển hướng sang hình ảnh cá tính sexy, khán giả sẽ thấy sự lột xác của Mai nhiều hơn. Khi mà Mai đổi hình ảnh cá tính sexy hơn thì Mai nghĩ là Mai cũng có nhiều cơ hội để mà hóa thân vào các nhân vật, và có nhiều cơ hội để các đạo diễn lựa chọn cho vai diễn mình hơn. Mai chọn hình ảnh sexy nhưng mà Mai nghĩ là nó sẽ phù hợp với hình ảnh của Mai, sang trọng, và nó có một cái tính chất riêng của Bella Mai và không giống Mai hết. Mai nghĩ là tất nhiên là sẽ có ảnh hưởng đó. Ba mẹ Mai là ở dưới quê, mà ở dưới quê là mọi người không có hiểu rõ trong công việc giải trí là phải như thế nào. Đôi khi là mình mặc những bộ đồ hở hay là sexy một chút xíu thì mọi người cũng nói là ô sao hở quá, sexy quá như vậy là không được. Thì mọi người sẽ nói với ba mẹ Mai là ô sao con Mai dạo này nó vô Sài Gòn, vô phim này kia đã thay đổi quá ha, ăn mặc gì kỳ lắm, không có được, hở hai con gái như vậy không được. Nhưng mà Mai đã chuẩn bị sẵn tâm lý với ba mẹ mình rồi, nói là trong nghệ thuật, trong giải trí những cái chuyện đó rất là bình thường. Ba mẹ phải chuẩn bị tâm lý là con sẽ đi hướng như vậy, sẽ đi hướng đôi khi là con cá tính, con kín đáo, nhưng mà đôi khi con cũng có sexy, con cũng có gợi cảm. Tại vì trong cái công việc tính chất của con thì con phải biến hóa rất là nhiều cái con người khác nhau, thì con mới có nhiều cơ hội để mà vô những cái vai diễn khác nhau được. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe câu chuyện chia sẻ của Bella Mai, và hy vọng thời gian tới thì mọi người sẽ quan tâm hơn và ủng hộ Bella Mai nhiều hơn. Xin cảm ơn ạ.